Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục, miền Tây Hậu Giang xin phép cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên bàn tỉnh Hậu Giang. 3 ngày, Hậu Giang tiêm gần 145.000 liều vaccine Verocell. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, đến chiều ngày 16 tháng 10, tổng số liều vaccine Verocell đã được tiêm là 150.508 liều trên tổng số 391.929 liều được phân bổ cho 8 huyện, thị, thành phố, đạt hơn 38% kế hoạch. Trong số này, có 5.860 liều vaccine được tiêm thí điểm tại 3 địa phương là huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ vào ngày 13 tháng 10. Như vậy, từ đầu chiến dịch bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 đến nay, đã tiêm gần 145.000 liều vaccine Verocell. Có thể thấy, số liều tiêm đã tăng lên qua mỗi ngày. Nếu đến ngày 14 tháng 10 là 41.943 liều, tính cả số liều tiêm thí điểm ngày 13 tháng 10, sang ngày 15 tháng 10 là 52.414 liều. Còn hôm nay 16 tháng 10 đã tiêm tổng cộng được 56.151 liều vaccine Verocell. Toàn tỉnh đang cố gắng sau hoàn thành 391.929 liều trong 7 ngày, tính từ ngày 14 tháng 10. Nếu theo tiến độ hiện nay thì khả năng sẽ hoàn thành kế hoạch. Các địa phương đã có sự tăng cường số điểm tiêm bằng tiêm để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng vaccine Verocell qua mỗi ngày. Một số địa phương nếu tính theo tổng số liều được phân bổ thì tỷ lệ chưa cao, nhưng nếu tính theo số liều tiêm thì gần như đứng đầu tỉnh. Điển hình như huyện Phụng Hiệp đã tiêm trên 20.000 liều vaccine. Tổng số liều được phân bổ của huyện là 120.000 liều, nhiều gấp mấy lần một số địa phương khác. Số người nhiễm COVID-19 về từ ngoài tỉnh có giảm. Ngày hôm nay 16 tháng 10 phát hiện ít người nhiễm về tỉnh từ ngoài tỉnh. Từ đầu tối qua đến nay ghi nhận 12 người nhiễm mới. Tổng cộng 372 trường hợp ghi nhận nhiễm COVID-19 về từ ngoài tỉnh. 16. Còn từ đầu đợt dịch đến nay đã có 966 bệnh nhân được ghi nhận. Trong số này có 583 người chữa trị khỏi bệnh và xuất viện. Hiện còn 378 bệnh nhân đang được điều trị. Số tử vong vẫn ở mức cũ, 2 tại tỉnh và 1 sau khi chuyển tuyến. Hiện còn 1 bệnh nhân chuyển tuyến trên đang điều trị. Trước đó có 1 bệnh nhân chuyển tuyến điều trị đã khỏi bệnh và xuất viện. Hậu Giang đã đưa vào sử dụng thêm một bệnh viện dã chiến đặt tại Bệnh viện Trường Đại học Võ Trường Toản, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành A, cơ sở 2. Số người đang cách ly tập trung 5.819 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú 1.471 người, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 5.271 người. Số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận được trong ngày 16 tháng 10 là 369 người, tăng 62 người so với ngày hôm trước. Cần Thơ không tính số ca tử vong dịch về thì F0 mới chỉ còn một con số. Ngày 16 tháng 10, thành phố Cần Thơ ghi nhận 24 ca nhiễm COVID-19 nhưng có đến 18 ca là người về từ vùng dịch về, còn lại 6 ca đều trong khu cách ly, phong tỏa. Ngày 16 tháng 10, Cần Thơ ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19, trong số này có 18 ca là người về từ vùng dịch, 6 ca còn lại đều trong khu cách ly, phong tỏa. Như vậy, nếu không tính số ca về từ vùng dịch thì hôm nay là ngày đầu tiên sau nhiều tháng Cần Thơ có số ca giảm sâu chỉ còn một con số. Cạnh đó, hôm nay Cần Thơ có thêm 65 ca được xuất viện, 1 ca tử vong. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, thành phố này đã có 6.236 ca nhiễm, trong đó đã chữa khỏi 5.528 ca, 98 ca tử vong. Cùng ngày, Cần Thơ đã triển khai tiêm thêm được hơn 77.000 liều vaccine phòng COVID-19. Lũy tích đến nay, Cần Thơ đã tiêm được 777.843 liều vaccine. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine đã đạt trên 71%. Nếu tính trên tổng dân số thành phố thì tỷ lệ này đạt 53,6%. Thông tin từ Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, thành phố đã tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho những người già yếu, tàn tật, di chuyển khó khăn, không có điều kiện đến các điểm tiêm tập trung trên địa bàn quận Ninh Kiều. Cạnh đó, CDC Cần Thơ còn tổ chức tiêm buổi tối từ 16 đến 21 giờ nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiêm sớm nhất để tạo miễn dịch cộng đồng. Tỉnh Trà Vinh ghi nhận 41 ca nhiễm COVID-19 gồm 40 ca là người ngoài tỉnh và địa phương đang cách ly tập trung, 1 ca sàng lọc tại cơ sở y tế.
toàn tỉnh Trà Vinh có 1.862 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 1.511 trường hợp. Trong ngày, tỉnh tiếp tục tiêm vaccine Verocell đợt 17 với 56.173 liều. Qua 4 ngày triển khai, tỉnh đã tiêm được 153.860 liều. Tỉnh Vĩnh Long hôm nay ghi nhận 15 trường hợp nghi nhiễm. Trong số này có 3 người là công dân thành phố Hồ Chí Minh về, 6 người là F1 được cách ly trước đó, 3 người qua khám và sàng lọc tại các cơ sở y tế. 3 người được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại khóm Tân Quý Đông, phường Trường An, thành phố Vĩnh Long. Từ ngày 9 tháng 7 đến nay, Vĩnh Long có 2.333 ca nhiễm, đã điều trị khỏi cho 2.250 trường hợp. Theo tiểu ban thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp trong ngày, tỉnh ghi nhận 98 ca dương tính, trong đó 53 ca từ các tỉnh, thành về, 9 ca trong cộng đồng, còn lại trong khu cách ly và phong tỏa. Đến nay, toàn tỉnh đã có tổng cộng 9.163 ca dương tính, trong đó 582 ca từ vùng dịch về, đã trị khỏi cho 8.067 ca và ghi nhận 220 ca tử vong. Trong ngày, Đồng Tháp tiếp tục tiêm vaccine đợt 15, 16 với hơn 13.000 liều. Tính chung đến nay, tỉnh đã tiêm được 783.437 liều, đạt tỷ lệ 58,17% dân số tiêm mũi 1 và 8,16% dân số tiêm mũi 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho 3.842 lao động tự do, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 131.113 người với tổng số tiền trên 196,6 tỷ đồng. Hỗ trợ 68 hộ kinh doanh, nâng tổng số hộ được hỗ trợ đến nay là 9.204 hộ với tổng số tiền trên 27,2 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo nghị quyết 116 của Chính phủ, cơ quan bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ 2.483 người với số tiền hơn 6,6 tỷ, nâng tổng số đến nay đã hỗ trợ cho 6.287 lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 15,5 tỷ đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong ngày, tỉnh ghi nhận 6 ca mắc mới, trong đó có 3 ca trong cộng đồng, 2 ca là người ngoài tỉnh và 1 ca trong khu cách ly. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 2.086 người, trong đó đã có 1.855 ca ra viện, 52 ca tử vong. Cạnh đó, Bến Tre đã có 617.915 người tiêm vaccine phòng COVID-19, gồm 553.735 người tiêm mũi 1, số còn lại tiêm mũi 2. Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính từ tối ngày 15 tháng 10 đến sáng ngày 16 tháng 10, địa phương này ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới, tất cả là người về từ ngoài tỉnh. Tính từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Hậu Giang phát hiện 370 ca mắc COVID-19 là công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Thống kê đến sáng ngày 16 tháng 10, Hậu Giang ghi nhận 964 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 566 ca, hiện đang cách ly điều trị 393 ca. Cạnh đó, tỉnh này đã tiêm được 239.163 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 51.175 người đã tiêm đủ 2 mũi và 187.988 người tiêm mũi 1. Trong chiến dịch tiêm chủng vaccine Verocell phòng COVID-19 mũi 1 cho người 18 tuổi trở lên, tỉnh này đã tiêm được 94.357 liều, đạt 24,08% so với kế hoạch tiêm. 24 giờ qua, cả nước thêm 3.221 ca COVID-19, 1.353.809 liều vaccine được tiêm. Tính từ 17 giờ ngày 15 tháng 10 đến 17 giờ ngày 16 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước, giảm 578 ca so với ngày trước đó. Tại 48 tỉnh, thành phố có 1.172 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: thành phố Hồ Chí Minh 790, Đồng Nai 397, Bình Dương 385, Sóc Trăng 142, An Giang 130, Tiền Giang 121, Bình Thuận 116, Tây Ninh 101, Đồng Tháp 97, Kiên Giang 93, Cà Mau 93, Đắk Lắk 84, Quảng Nam 71, Long An 70, Cần Thơ 42, Khánh Hòa 42, Trà Vinh 41, Thanh Hóa 39, Hậu Giang 38, Gia Lai 34, Hà Giang 34, Bạc Liêu 31, Kon Tum 30, Quảng Ngãi 29, Nghệ An 25, Hà Nội 23, Vĩnh Long 15, Lâm Đồng 11, Bà Rịa Vũng Tàu 11, Đắk Nông 10, Hà Nam 10, Quảng Trị 9, Ninh Thuận 8, Bình Định 8, Thừa Thiên Huế 5, Nam Định 5, Bắc Ninh 4, Sơn La 4, Bến Tre 4, Quảng Bình 2, Hải Dương 1, Hưng Yên 1, Phú Thọ 1, Thái Nguyên 1, Phú Yên 1, Điện Biên 1, Hà Tĩnh 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: thành phố Hồ Chí Minh -341, Sóc Trăng -272, Đồng Nai -189. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Thuận cộng 116, Đắk Lắk cộng 84, Quảng Nam cộng 60. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.374 ca trên ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 860.860 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 8.743 ca nhiễm.
Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 856.197 ca, trong đó có 787.687 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.581. Tổng số ca được điều trị khỏi là 790.504, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.528 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.382 ca, thở oxy dòng cao HFPC là 520 ca, thở máy không xâm lấn là 136 ca, thở máy xâm lấn là 471 ca, ECMO là 19 ca. Trong ngày ghi nhận 88 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 58, Bình Dương 11, Tiền Giang 3, Long An 3, Tây Ninh 3, An Giang 2, Cần Thơ 2, Bình Thuận 1, Đắk Nông 1, Đồng Nai 1, Gia Lai 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 98 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 35 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 120.769 xét nghiệm cho 245.424 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 20.831.290 mẫu cho 57.525.421 lượt người. Trong ngày 15 tháng 10 có 1.353.809 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 60.518.594 liều. Trong đó tiêm một mũi là 42.896.644 liều, tiêm mũi 2 là 17.621.950 liều. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong cái video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.